5 cách thử lòng người chuẩn xác của giá cá lượng Kính thưa quý vị và các bạn Đứng trước lợi lộc, công danh, bạc tiền, mỹ nữ Nếu là người tham lam thì dễ bộc lộ bản chất, lòi đôi chuột Rất nhiều ông chủ, quản lý ở công ty lớn thử lòng nhân viên Cấp dưới của mình bằng cách trao cho họ những vị trí béo bở, những món lợi Thuật nhìn người từ cổ chi kim luôn được các nhà lãnh đạo coi trọng vua chúa nhìn người giỏi thì ngai vàng bền vững xã tắc hưng thịnh tướng lĩnh nhìn người giỏi thì bách chiến bách thắng thương nhân nhìn người giỏi thì phú quý vinh hoa thương trường đôi khi không phải chiến trường như nhiều người nghĩ ở đó không phải kẻ mạnh lúc nào cũng chiến thắng kẻ mạnh có thể cũng phải thất bại kẻ yếu càng dễ thất bại chỉ có kẻ biết mới được trường tồn biết thời thế biết tiến biết lui biết nhanh biết chậm đặc biệt biết được lòng người ấy mới thực là kẻ chiến thắng bạn là chủ một công ty hoặc đang có ý định khởi nghiệp và tìm cộng sự điều gì với bạn quan trọng nhất phải chăng là tiền mối làm ăn nguồn hàng thị trường không tất cả thứ ấy đều có thể đo bằng con số tỷ lệ duy trì có một thứ là không đó chính là lòng người. Làm sao bạn có thể nhận ra người trung thành trong số hàng nghìn kẻ bất nghĩa? Làm sao bạn có thể tìm thấy người quân tử trong vô số kẻ tiểu nhân? Tất cả đều phải nhờ vào thuật nhìn người định đoạt. Nhưng nhìn thế nào cho chuẩn đây? Không dễ. May thay trí tuệ của Gia Cát Lượng có thể gợi mở cho chúng ta nhiều điều. Dưới đây là năm cách nhìn người mà thiên tài này để lại cho hậu nhân có thể ứng dụng trong mọi hoàn cảnh, mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Cách thứ nhất, dùng đúng sai để xét lập trường, trí hướng. Là ông chủ, bạn hẳn không thể chấp nhận một cộng sự hoặc một nhân viên không có trí hướng, lập trường rõ ràng. Người không thể phân biệt phải trái, không có lập trường tỉnh táo, cứ mãi mơ hồ, trắng đen lẫn lộn thì khó giao trọng trách đó cũng là những người không trung thành dễ mang lòng phản chắc ngậm máu phun người nếu không phải kẻ phản chắc thì họ cũng chỉ là một nhân viên tầm thường không có trí tiến thủ không nỗ lực không thể tiến bộ và chẳng làm nên việc gì cách thứ hai dùng lợi để xét lòng liêm chính đứng trước lợi lộc công danh bạc tiền mỹ nữ nếu là người tham lam thì dễ bộc lộ bản chất, lòi đuôi chuột. Rất nhiều ông chủ, quản lý ở công ty lớn thử lòng nhân viên, cấp dưới của mình bằng cách trao cho họ những vị trí béo bở, những món lợi. Nếu là người thanh liêm đàng hoàng, họ sẽ không mảy may động lòng trước những món lợi nhỏ mà tham bát bỏ mâm. Tham cái lợi nhỏ mà bỏ mất đại sự, ấy là những người tuyệt đối không nên tin dùng. Làm sao có thể để họ đảm đương chức vụ chủ chốt trong công ty khi trong mắt của họ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền và lợi ích cá nhân? Cách thử thứ ba: dùng rượu để xét tính cách. Rượu vào lời ra, người ta càng khó tự chủ. Khi thần kinh bị kích thích, người ta dễ sống thật với mình hơn cả. Rất nhiều người bình thường khép mình, sống hiền lành như cây cỏ, song khi uống chén rượu vào, thì chuyện gì cũng dám nói tò gàn lớn mật lột xác khác nào hồn beo mỗi người lại có cách uống rượu và cách say rượu khác biệt có người chỉ cần uống một chén là lải nhải cả buổi không thôi kể hết chuyện tây chuyện tàu đến cả bí mật kinh doanh của công ty cũng trở thành lời đầu môi chót lưỡi nói ra không chút e rẻ có người càng uống càng tĩnh lặng càng nói ít đi nghe nhiều hơn nói chung là càng uống càng phong độ có người say rượu lèm bèm bê tha bệ rạc có người say rồi thì chỉ lên giường lắp chăn đi ngủ hiền lành có người càng uống càng tỉnh nhìn phong thái của mỗi người trong bữa tiệc rượu có thể xét đoán được phần nào tính tình tâm trạng và con người của họ như vậy cách thử thứ tư dùng nguy khốn để xét dũng khí đặt người ta vào nghịch cảnh có thể thấy được dũng khí và tĩnh khí của họ trong lúc quẫn bách người ta dễ nảy sinh những suy nghĩ hành động tiêu cực đứng trước áp lực ai vẫn có thể giữ được bình tĩnh thì mới đáng mặt anh hùng có thể giao việc lớn và cuối cùng là cách thử thứ năm dùng thời hạn để xét chữ tín hãy giao việc cho nhân viên của bạn yêu cầu cụ thể thời gian muộn nhất cần hoàn thành và bạn sẽ biết được rất nhiều điều về họ thứ nhất là khả năng chịu áp lực của họ có tốt hay không thứ hai là trình độ của họ ra sao có thể làm tốt công việc trong thời gian ngắn nhất hay không thứ ba cũng là quan trọng nhất chính là xem được chữ tín của họ có một cách đơn giản hơn để từ lòng thành tín của đối phương là đưa một cuộc hẹn cái cách họ đến sớm đến đúng giờ hay đến trễ hẹn đều có thể nhìn ra đôi điều về con người ấy nếu không có thành tín đừng nói kinh doanh chỉ làm người thôi e rằng cũng quá sức bạn có dám trao vào tay những người bất tín không giữ lời hứa toàn bộ vận mệnh của công ty mình hay không lời mình ra cắt lượng trí tuệ siêu việt mưu kế đầy mình một thân gây dựng cơ đồ mấy chục năm cho nhà thục hán chính bằng thuật nhìn người chuẩn xác phi thường của mình. Ông đã tuyển lựa cho quốc gia những nhân vật anh hùng tầm cỡ, có đủ nhân nghĩa lễ trí tín giúp nhà thục chia ba thiên hạ. Giờ đây, sau gần 2.000 năm, trí tuệ ấy vẫn còn đầy giá trị và tính thực tiễn. Để nhìn ra được phượng hoàng giữa bầy gà, khổng tước giữa bầy quả, bạn hãy thử áp dụng làm cách thử lòng người của Gia Cát Lượng trong nghệ thuật đối nhân xử thế của mình xem sao.